Chắc hẳn là nếu mà có cơ hội đi du lịch nước ngoài, anh em sẽ gặp phải không ít những cú sốc văn hóa. Một số đất nước thì có những phong tục thói quen kỳ lạ đến mức ai đến và trải nghiệm cũng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng. Tuy nhiên mỗi dân tộc lại dạy chúng ta những bài học giá trị về văn hóa quốc gia đó. Nào, hãy cùng Taka vi vu vòng quanh thế giới và khám phá nhé! 10 thói quen kỳ cục của các quốc gia trên khắp thế giới. Ở vị trí thứ 10 thì đó chính là Brazil, hiến mình cho loài kiến cắn đau nhất thế giới tấn công. Bộ tộc Steinmaguer nằm ở khu vực rừng Amazon Brazil với dân số khoảng hơn 10.000 người. Cũng giống như nhiều bộ tộc khác như Xhosa Nam Phi với tục cắt bao quy đầu cho bé trai, tộc người Metawa Sumatra với việc đục răng. Thì với người Steinmaguer, việc cho tay vào găng để kiến đạn đốt là một cách để đánh dấu việc trưởng thành của mình. Theo truyền thống của người Steinmaguer, một cậu bé muốn được công nhận là người đàn ông thực thụ sẽ phải trải qua sự đau đớn khi bị không phải một mà là một đàn kiến đạn đốt vào tay. Kiến đạn là một trong loài côn trùng đốt đau nhất thế giới. Một số người còn nói vết cắn của chúng khiến người ta cảm giác như là mình đang bị đạn bắn vậy. Thế nên nó mới có tên là kiến đạn. Không chỉ có là như vậy, những cơn đau do việc bị kiến đốt sẽ kéo dài tới cả 24 tiếng. Với những người sức khỏe yếu, đôi khi họ còn cảm thấy buồn nôn, hoa mắt và chóng mặt, ảo tưởng hay là rối loạn nhịp tim. Để chuẩn bị cho nghi lễ, những người tộc trưởng hay người lớn trong bộ tộc sẽ có nhiệm vụ đi bắt kiến ở trong rừng. Họ sẽ chọn những con kiến to, khỏe, mập mạp, bởi họ cho rằng những chú kiến to sẽ có sức cắn mạnh hơn nữa. Nếu như một cậu bé nào thể chịu được cú cắn đó, chàng trai sẽ chứng tỏ được mình là một đấng nam nhi, sau này mới trở thành được một trụ cột trong gia đình. Chín, Ấn Độ không có giấy vệ sinh. Nếu mong chờ mảnh giấy vệ sinh sau khi mà xả hết nỗi buồn ở trong toilet Ấn Độ, anh em sẽ sớm thất vọng, bởi lẽ đa số nhà vệ sinh quốc gia này không trang bị giấy vệ sinh. Thay vào đó, họ sẽ đặt một số nước nhỏ bên cạnh để bạn tự vệ sinh cá nhân sau khi hành sự. Lý do là vì hệ thống thoát nước của nhiều nhà vệ sinh tại Ấn Độ không thực sự tốt. Nếu mà ai dùng giấy vệ sinh và thả vào đó, ống thoát hay bị tắc và gây ra thảm họa cho người dùng sau. Bonus cho anh em thêm một sự thật dị mức khó tin về chuyện sử dụng nhà vệ sinh của Ấn Độ. Một nửa dân số Ấn Độ đi vệ sinh mà không cần toilet. Chỉ có khoảng dưới 1/3 hộ gia đình tại ngôi làng Ấn Độ có nhà vệ sinh. Theo số liệu vào năm 2011, có khoảng 46,9% các hộ gia đình Ấn Độ có toilet. Chỉ khoảng 3,2% người dân sử dụng toilet công cộng. Chính vì vậy, có hàng triệu người Ấn Độ vô tư đi vệ sinh tại đường phố và ngay tại nơi công cộng. 8. Kenya, nhổ đỡ bò để chào hỏi. Maasai, một bộ lạc thiểu số thuộc bộ tộc bán du mục Nilotic, sinh sống tại Kenya và Tanzania. Châu Phi là một vùng đất nóng bức, ít nước và thừa nắng. Mọi dân tộc sống đây đều hiểu rõ nước quan trọng đến mức như thế nào. Người Maasai dĩ nhiên cũng rất là thể hiện sự tôn kính với nước ở một ngưỡng cao nhất. Phải là khi chào mừng hoặc chia tay bạn tốt, người Maasai mới nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, sau đó thân ái bắt tay. Cho dù là các nền văn hóa khác đánh giá việc nhổ nước bọt là một hành vi khiếm nhã đến thế nào, thì đối với họ, đó vẫn là biểu hiện sự nhiệt tình và tôn trọng cao nhất. Khi một đứa trẻ Maasai chào đời, cha mẹ sẽ đón mừng bằng cách nhổ nước quý của bản thân lên đầu bé. Miếng nước bọt này là sự chào mừng, bày tỏ niềm hạnh phúc to lớn và lời cầu nguyện em bé sẽ trưởng thành khỏe mạnh, sống lâu. Có một số tài liệu còn ghi chép rằng trước khi gả con gái về nhà chồng, người cha sẽ thể hiện sự chúc phúc bằng cách nhổ nước bọt lên trán và ngực của cô dâu. 7. Mexico, đừng bao giờ tặng hoa hồng vàng. Đất nước Mexico xinh đẹp vốn là địa điểm du lịch được nhiều người trên khắp thế giới yêu thích. Đến đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp và khám phá những nét văn hóa độc đáo, phong phú. Tuy nhiên là khi đi du lịch tại đây, bạn cũng nên lưu ý là tuyệt đối không nên tặng hoa hồng vàng. Hoa hồng là một món quà khá là an toàn tại bất kỳ nền văn hóa nào trên thế giới. Tuy nhiên là một số quốc gia như Mexico, mỗi màu sắc của hoa hồng lại có ý nghĩa khác nhau. Nếu anh em muốn tặng hoa hồng cho ai đó từ Mexico, hãy đảm bảo là ném màu vàng ra nhé. Đấy là màu sắc tượng trưng chết chóc ở trong văn hóa quốc gia này. Nếu không thì bạn sẽ trở thành một người thô lỗ và rất là mất lịch sự trong mắt những người xung quanh. 6 thì đó chính là Đức, những đám cưới đổ vỡ. Người Đức cũng có một phong tục liên quan đám cưới khá là thú vị nhưng có thể khiến người ngoài cảm thấy sợ hãi, mang tên là Bunteraben. Trước lễ cưới vài tuần là lúc Bunteraben diễn ra.
Cô dâu và chú rể sẽ mời bạn bè và người thân đến tham dự tục lệ này. Yêu cầu duy nhất dành khách mời là mỗi người sẽ mang theo một vật dụng làm từ gốm sứ hoặc là thủy tinh ở trong nhà, như là bát, chén, đĩa. Và họ sẽ có nhiệm vụ đập cho hết chỗ vật dụng ấy ở nhà cặp đôi kia. Phong tục này thì mang ý nghĩa là phá vỡ cuộc sống trước kia và bắt đầu một cuộc hành trình mới sau hôn nhân. Ngoài ra, tục lệ này được cho là mang lại may mắn, ngăn cản những thời khắc chiến tranh giữa hai vợ chồng. Năm, Indonesia không tắm, không đi vệ sinh sau khi cưới. Tưởng rằng là tục đánh đòn chú rể ở Hàn Quốc hay nhổ đỡ bọt vào người cô dâu ở Kenya đã là khó hiểu lắm rồi. Nhưng những phong tục đó cũng không khổ sở bằng cách mà tộc người Tì Đông ở Indonesia tổ chức đám cưới cho con cháu nhà mình. Theo phong tục của người Tì Đông, ở sau đám cưới, cả cô dâu chú rể đều không được phép đi vệ sinh và bị cấm tắm rửa trong vòng 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Nghe thì có vẻ như những cặp đôi mới cưới này sẽ phải chịu hình phạt vì một lý do nào đó. Nhưng tập tục này ở cộng đồng người Tì Đông lại là một chuyện bình thường và tự nhiên qua suốt bao đời này. Họ tin rằng nếu không thực hiện phong tục 3 ngày không nhà vệ sinh thì cặp vợ chồng mới cưới sẽ phải nhận những điều xui xẻo như là hôn nhân đổ vỡ, không chung thủy, thậm chí là con cái của họ có thể chết non. Chính vì lý do đó nên cặp vợ chồng mới cưới đều hạn chế ăn uống trong những ngày đó để ít phải đi vệ sinh. Sau khi vượt qua thử thách, cặp đôi sẽ được tắm rửa và trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. 4. Venezuela luôn đi muộn. Ai thì cũng ghét những người thói quen cao su thời gian, nhưng ở Venezuela thì không. Dù đi dự sự kiện, họp mặt hay tiệc tùng, người Venezuela sẽ luôn đi trễ khoảng 30 phút đến 1 giờ. Họ coi đó cách sống thong thả, và họ cần điều đó ngay cả trong kinh doanh. Ngoài ra các sự kiện lớn, việc trễ giờ cũng là để nhằm mục đích tôn vinh sự kiện đó. Tuy nhiên cũng cần biết, người Venezuela lại rất là đúng giờ khi mà đi nước ngoài, vì họ biết thế nào là nhập gia tùy tục. Ở Hungary thì người ta không cụm ly. Văn hóa ăn nhậu của người Hungary có một điểm khác biệt so với phần còn lại ở thế giới, đó là họ không thói quen cụm ly. Thậm chí việc để ly va vào nhau và phát ra tiếng kêu còn có thể khiến bạn bị tấn công nữa kia. Nguồn gốc của thói quen này bắt nguồn từ năm 1848 khi Hungary thua trận trước quân đội nước Áo. Người Áo khi đó đã ăn mừng bằng cách cụm ly cho con mắt phẫn nộ người bản địa. Vì thế, người Hungary đã quyết định không bao giờ cụm ly nữa. Từ đó nay thì đã hơn 150 năm và họ vẫn nhất định giữ nguyên tập tục này. 2. Phần Lan, họp hành phải ở trong phòng xông hơi. Các buổi họp kinh doanh, gặp gỡ đối tác là sự kiện đòi hỏi phải nghiêm túc. Thế nên ai cũng nghĩ nó sẽ phải diễn ra phòng họp. Nhưng ở Phần Lan, họ gặp nhau ở một phòng xông hơi. Trên thực tế, xông hơi là một nét văn hóa truyền thống khá đặc biệt của người Phần Lan. Nó không chỉ một hoạt động thường ngày, mà dường như là nơi gắn bó trọn đời với mỗi người dân ở đây. Họ thậm chí sẵn sàng tổ chức buổi họp về kinh doanh, chính trị tại những căn phòng ngập tràn hơi nước. Việc sếp và nhân viên rủ nhau xông hơi sau giờ làm cũng không phải chuyện hiếm tại đây. 3. Vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là Trung Đông. Đừng dùng tay trái. Có lẽ là những người thuận tay trái sẽ phải cân nhắc khi đến những nước này. Tại một số quốc gia thuộc Trung Đông, việc chào hỏi hoặc ăn uống bằng tay trái bị coi là thô lỗ. Với họ thì tay trái dùng khi làm vệ sinh cá nhân nên còn được xem là dơ bẩn. Không bao giờ được phép dùng trên bàn hoặc dùng để chào hỏi bạn bè nhé. 3 video đến đây đã hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe tại kênh channel ngay lập tức nhé, để đón xem những video mới nhất của mình.